Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn chương trình khóa học luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học môn tin học. Thì lời đầu tiên xin giới thiệu, mình là Nguyễn Nam Long. Mình đã có 3 năm kinh nghiệm dạy ở trường Cao đẳng nghề Bách Khoa với tư cách là trường bộ môn lập trình. Và mình có dạy 2 năm lập trình qua YouTube thời đợt dịch và 4 năm kinh nghiệm thực tế. Thì đầu tiên thì xu hướng đề thi năm nay đã thay đổi là các bạn có thể chọn môn tin học làm một môn để các bạn thi tốt nghiệp. Thì môn tin học năm nay sẽ thi bằng trắc nghiệm gồm 40 câu, trong đó có 24 câu là các chủ đề chung và 16 câu sẽ là câu trắc nghiệm đúng sai, trong đó có 8 câu là vẫn là theo chủ đề chung, nhưng mà 8 câu còn lại sẽ chủ đề theo lĩnh vực riêng. Ví dụ là để các bạn định hướng xem là tin học ứng dụng hay là khoa học máy tính. Thì phân bổ nội dung sẽ là 80% sẽ là kiến thức ở trong lớp 12 và 20% sẽ là kiến thức của lớp 11. Thì nội dung chương trình thì bọn mình sẽ bắt đầu lên chương trình, lên các bài học và bài tập bắt đầu từ tháng 10 năm 2024 và sẽ hoàn thiện vào tháng 3 năm 2025. Nhưng ngoài ra thì bọn mình vẫn sẽ live stream để mà hỗ trợ các bạn, ví dụ như là chữa bài tập hay là chữa đề thi xuyên suốt trong cả năm học. Khóa học này sẽ phù hợp với các bạn học sinh trung bình, từ việc các bạn mà kiểu đang học tương đối chưa vững lắm ở trên trường thì vẫn có thể học để mà cải thiện bổ sung thêm, cho đến những các bạn khá giỏi muốn điểm 9-10. Và như mình nói là nội dung sẽ xuyên suốt cả năm học để các bạn có thể theo. Thì những lưu ý khi học môn tin học nói chung thì đầu tiên là các bạn sẽ cần việc tương tác là các bạn học và làm bài tập. Mình có những bài tập giống theo đề thi, đề mẫu và có giải thích, chú thích ở đấy cả. Nhưng mà các bạn vẫn có thể tham gia vào nhóm để mà trao đổi trực tiếp với giáo viên hoặc là trao đổi trực tiếp với nhau. Bình luận hỏi đáp ở dưới cũng được. Thì tiếp theo là các bạn sẽ cần phải thành thạo, ví dụ là máy tính và điện thoại thông minh. Bởi vì bây giờ thời đại công nghệ thì các bạn cũng phải nên tiếp xúc dần với Internet và kiểu không... Trong đề thi mình thấy là sẽ có những câu mà hỏi về những cái phần mềm nổi tiếng hoặc cách sử dụng của nó như nào, thì mình nghĩ là các bạn phải không nên lạ lẫm với nó nữa. Và đây là thời đại công nghệ rồi nên các bạn cũng sẽ phải biết cách kiểu thành thạo sử dụng Google và AI để mà hỏi đáp. Nhưng mà các bạn không nên phụ thuộc vào nó quá, bởi vì sẽ có những câu hỏi nó sẽ kiểu cố trả lời cho bạn, có thể đáp án nó sai, các bạn vẫn phải đối chiếu lại để kiểm tra lại. Và cuối cùng, đó lưu ý, lời khuyên các bạn khi mà làm bài tập trắc nghiệm thì các bạn sẽ có 40 câu nên là các bạn sẽ thời gian của một câu mình nghĩ là nên trung bình tầm 30 giây thôi. Nếu mà quá cái thời gian đấy, các bạn nên đánh dấu bỏ qua để mà các bạn ưu tiên làm các câu dễ khác trước và sau đó các bạn thể quay lại bổ sung sau. Thì và một mẹo nhỏ nữa đó là các bạn nếu mà không nghĩ được ra câu đấy thì các bạn hãy để ý xem cái đáp án đấy, đáp án nào là đáp án khác biệt so với những cái đáp án còn lại để các bạn khoanh vào. Và cuối cùng là lời cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hy vọng gặp lại các bạn trong chương trình